Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 4 cùng olm.vn. Các con thân mến, trong kho tàng truyện cổ nước ta có một câu chuyện mang tên Ba Lưỡi Diều. Chuyện kể về một anh chàng nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, phải tự mình kiếm ăn từ nhỏ. Và gia tài của anh chỉ có duy nhất một lưỡi diều bằng sắt. Một hôm, anh vô tình làm rơi chiếc diều xuống sông. Anh ôm mặt khóc vì không biết làm thế nào cả. Một cụ già bỗng hiện lên và hỏi anh tại sao anh lại khóc. Thì anh kể cho ông cụ nghe về câu chuyện buồn của anh. Ông cụ bèn hứa sẽ giúp đỡ anh và lặn xuống nước. Lần đầu tiên hiện lên, ông cụ cầm theo một lưỡi diều bằng bạc và hỏi anh: "Lưỡi diều này có phải của con không?" Anh trả lời rằng: "Không phải của con ạ." Ông cụ lại lặn xuống nước và lần thứ hai, ông cụ mang lên một lưỡi diều bằng vàng sáng loáng và hỏi anh: "Lưỡi diều này có phải của con không?" Anh lại tiếp tục từ chối và nói rằng: "Dạ không ạ, lưỡi diều của con là một chiếc diều bằng sắt." Lần thứ ba, ông cụ mang lên cho anh một lưỡi diều bằng sắt và anh mừng rỡ reo lên: "Dạ, đây đúng là lưỡi diều của con rồi." Thì ra, ông cụ già ấy chính là một ông tiên và ông có ý định thử lòng chàng trai. Thấy chàng trai là người thật thà, không tham lam, ông cụ khen ngợi chàng trai và tặng cho chàng cả ba lưỡi diều. Vậy thì theo các con, câu chuyện ba lưỡi diều đã ca ngợi đức tính tốt đẹp gì của con người? Rất chính xác, câu chuyện ba lưỡi diều đã ca ngợi đức tính trung thực và thật thà của con người. Vậy thì ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con đến với một bài tập đọc mang tên gọi Những hạt thóc giống cũng kể về một cậu bé mang tên Chôm với đức tính trung thực, thật thà và cậu đã nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống nhờ đức tính của mình. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đi vào phần luyện đọc. Những hạt thóc giống. Ngày xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. Có chú bé mồ côi tên là Chôm nhận thóc về, dốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng nảy mầm. Đến vụ thu hoạch, mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua. Chôm lo lắng đến trước nhà vua quỳ tâu: "Tâu bệ hạ, con không làm sao cho thóc nảy mầm được." Mọi người đều sững sờ vì lời thú tội của Chôm. Nhưng nhà vua đã đỡ chú bé đứng dậy. Ngài hỏi còn ai để chết thóc giống không? Không ai trả lời. Lúc bấy giờ nhà vua mới ôn tồn nói: "Trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kỹ rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta." Rồi vua dõng dạc nói tiếp: "Trung thực là đức tính quý nhất của con người, ta sẽ chuyển ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này." Chôm được chuyển ngôi và trở thành ông vua hiền minh. Vừa rồi, cô và các con đã cùng đi luyện đọc về bài tập đọc Những hạt thóc giống. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số từ ngữ khó có trong bài qua phần chú thích. Bệ hạ là từ gọi vua với ý tôn kính. Sững sờ là lặng người đi vì kinh ngạc hoặc quá xúc động. Dõng dạc là nói to, rõ ràng và dứt khoát. Và hiền minh là có đức độ và sáng suốt. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của bài học ngày hôm nay. Đó là đọc hiểu chi tiết về bài tập đọc Những hạt thóc giống. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đi theo 3 nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất, đó là tìm hiểu về việc nhà vua tìm người để truyền ngôi. Phần thứ hai là tìm hiểu về hành động của cậu bé Chôm và sự thật về những hạt thóc giống. Và phần thứ ba là hiểu được về sự đáng quý của đức tính trung thực. Và bây giờ chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là tìm hiểu về việc nhà vua tìm người để truyền ngôi. Năm ấy, nhà vua đã cao tuổi và muốn tìm người để truyền ngôi. Vậy thì các con hãy dựa vào đoạn đầu của văn bản và cho cô biết nhà vua muốn tìm người có đức tính như thế nào để nối ngôi. Nhà vua muốn tìm người có đức tính trung thực để nối ngôi. Vậy thì nhà vua đã nghĩ ra cách gì để tìm được một người có đức tính như vậy?
À, nhà vua đã tìm người có đức tính trung thực như sau. Ông đã phát cho dân trong cả nước những hạt thóc giống đã bị luộc chín về gieo trồng và giao hẹn. Ai trồng được nhiều nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. Đây là một cách làm rất thông minh, hợp lý và rất phù hợp để tìm ngược người trung thực như mong muốn của đức vua. Bởi vì toàn dân trong nước sẽ rất sợ hãi trước uy quyền của nhà vua. Và điều kiện ai có nhiều thóc nhất sẽ được nối ngôi, ai không có thóc sẽ bị trừng phạt. Bởi vậy, mọi người đều cố gắng để làm thế nào mang được nhiều thóc nhất về cho nhà vua, mà không hề biết rằng mục đích của nhà vua chính là tìm được người trung thực và thú nhận với ông rằng không thể trồng được lúa từ những hạt thóc giống mà ông phát. Và chỉ cậu bé Trôm là người có hành động khác so với những người còn lại trong vương quốc. Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần thứ hai của bài học, đó là tìm hiểu về hành động của bé Trôm và sự thật về những hạt thóc giống. Các con lại tiếp tục đọc đoạn thứ hai của văn bản và cho cô biết khi nhận được những hạt thóc giống, Trôm đã có hành động như thế nào. Khi nhận được những hạt thóc giống thì Trôm dốc công chăm bón nhưng không nảy mầm. Và đến kỳ nộp thóc thì cậu lo lắng quỳ tâu với đức vua rất thành thật về việc gieo trồng của mình, đó là cậu không thể gieo trồng từ những hạt thóc giống mà vua phân phát. Vậy thì hành động này của cậu bé Trôm có gì khác so với những người còn lại trong vương quốc? Hành động của cậu bé Trôm khác với những người ở trong vương quốc bởi vì mọi người đều nô nức chở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua, chứ không ai thú nhận với nhà vua rằng không thể gieo trồng từ những hạt thóc giống mà nhà vua phân phát. Và đến lúc này, nhà vua mới vạch trần sự thật rằng những ai mang thóc tới nộp đều không thành thật vì thóc giống đã bị nhà vua luộc chín trước khi phân phát cho dân chúng. Từ điều này, nhà vua có thể biết được rằng Trôm là cậu bé vô cùng trung thực và dũng cảm. Cậu thà chịu phạt chứ nhất định không nói dối về những hạt thóc. Vậy là nhà vua đã đạt được mục đích của mình trong việc tìm được một người trung thực để truyền ngôi. Trong khắp cả vương quốc rộng lớn, cuối cùng nhà vua cũng tìm ra được một cậu bé vô cùng trung thực và thật thà để truyền ngôi như ý muốn của ông. Và rồi, cũng nhờ đức tính trung thực ấy mà Trôm đã được nhà vua truyền ngôi và trở thành một ông vua hiền minh. Vậy thì đức tính trung thực đem đến cho chúng ta những lợi ích gì? Tại sao đức tính trung thực lại đáng quý? Chúng ta sẽ tiếp tục cùng đi tìm hiểu trong phần thứ 3, đó là sự đáng quý của đức tính trung thực. Trôm đã được nhà vua truyền ngôi vì đức tính trung thực quý báu của mình, bởi người trung thực sẽ luôn luôn nói sự thật, bảo vệ sự thật. Không chỉ vậy, những người ấy không vì lợi ích của bản thân mà làm những điều dối trá và do đó sẽ làm được nhiều điều có ích cho xã hội. Đây là một đức tính vô cùng quan trọng và cần có ở những nhà lãnh đạo, vì nếu những nhà lãnh đạo không trung thực, không thành thật, họ sẽ luôn gian dối và vì lợi ích của bản thân mình chứ không vì lợi ích chung của cộng đồng. Và Trôm đã nhận được phần thưởng xứng đáng cho sự thành thật, trung thực đáng quý của mình, và cũng nhờ đức tính đó, Trôm trở thành một ông vua hiền minh. Các con thân mến, nhờ đức tính trung thực mà Trôm đã được nhà vua truyền ngôi cho. Nhưng bây giờ, cô lại có một câu hỏi dành cho các con. Theo các con, để trở thành một nhà lãnh đạo tốt, đức tính trung thực đã đủ hay chưa? Hay ngoài đức tính trung thực ra, chúng ta cần có những phẩm chất, những yếu tố gì khác? Để trở thành một nhà lãnh đạo tốt, không chỉ cần đức tính trung thực mà ngoài ra chúng ta còn cần những yếu tố khác như là có khả năng lãnh đạo, có tầm nhìn xa trông rộng, có tầm hiểu biết, có trí thông minh hay sự quyết đoán, độc lập để có thể lãnh đạo mọi người theo một đường lối phù hợp và sáng suốt nhất. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã đi tìm hiểu xong về bài tập đọc những hạt thóc giống. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng bước vào phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần tổng kết. Câu chuyện những hạt thóc giống đã ca ngợi chú bé Trôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên sự thật và cũng khẳng định rằng trung thực là đức tính quý báu của con người.
Cô hy vọng sau khi học bài tập đọc này, các con cũng sẽ học được đức tính trung thực đáng quý của cậu bé Chôm, sống thật thà, không gian dối, giống như lời Bác Hồ đã từng dạy thiếu niên và nhi đồng, đó là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta dừng lại tại đây. Cảm ơn các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo của olm.vn.